Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, vừa làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ về kết quả lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng bộ huyện Cờ Đỏ hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổng số 3.297 đảng viên. Đến nay, 100% cán bộ cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị và vị trí việc làm. Công tác bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, đảm bảo khách quan công khai. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 93% trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 92,59%. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Tấn Thủ đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Đỏ kịp thời cụ thể hóa các chủ trương quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tiếp tục kiện toàn sắp xếp tinh giản biên chế cán bộ công chức viên chức theo lộ trình, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, làm công tác tổ chức cán bộ.